100%. Đội mình đoán xem đáp án là gì? 100%. Muôn vàn ý kiến biết chọn kiểu chi? 100%. Nhanh nhanh đoán đoán chút ngay lúc này. 100%. Lâm Vy Dạ chào một khán giả đang đến với chương trình 100%. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị khán giả, một tuần 7 ngày trời đã trôi qua rồi. Hai chị em tụi em rất là nhớ mọi người luôn và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, dành những lời động viên, dành những lời khen, dành những lời góp ý cho chương trình 100%. Hai chị em tụi em sẽ cố gắng làm thế nào để chương trình càng ngày càng hấp dẫn hơn, càng ngày càng thú vị hơn với những câu hỏi càng ngày càng bất ngờ hơn ạ. Thôi bây giờ để không làm mất thời gian của tất cả mọi người cũng như là quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng gặp gỡ những khách mời ngay sau đây nhé. Xin mời. Sẽ là phần tự giới thiệu của hai đội. Xin mời đội của bạn Phương Lan. Xin chào quý vị khán giả của chương trình 100%. Em là Phương Lan. Dạ, sớm thôi mà chị. Đúng rồi, mình giới thiệu cũng phải hết sức 100% luôn. Dạ, tại vì hồi nãy em đứng ở trong thì em có thấy là những cái vũ điệu lắc lư rất là dễ thương của hai anh chị. Dạ, cho nên nó đã tạo cho em một cái động lực cố gắng hết mình đến với chương trình 100%. Hết tuyệt vời. Xin chào mọi người ạ. Em tên là Phan Đạt. Em là quản lý của Phương Lan. Cảm ơn Đạt, cũng là Đạt ha. Dạ. Ai tên Đạt cũng đẹp trai và giỏi chị nhỉ? Đúng vậy. Mời cô gái đầm đỏ. Xin chào mọi người, em tên là Misalai và em đang là diễn viên. Cảm ơn phần giới thiệu của các bạn. Còn bên đây. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phạm Hy và công việc hiện tại của mình là diễn viên kim biên kịch. Dạ em chào chị Dạ, em chào anh Khoa, chào mọi người, chào các anh chị. Em là Ngọc Hoa, là diễn viên tự do. Xin chào tất cả mọi người, mình là Zubino, hiện tại mình đang là diễn viên và ngày hôm nay thì mình đã sẵn sàng để đến đây lấy 100% giải thưởng của chương trình. Khi đến với chương trình 100% thì các bạn phải đặt tên đội. Bây giờ đội Phương Lan, mình lấy tên đội là gì nhỉ? Chị ơi, nhìn đội em thì chị đã thấy cái tên nó rõ ràng rồi. Lan Đạt Lai hả? Trời ơi. Đâu rõ ràng là cái gì, chị có biết gì đâu. Đây nè chị. Đẹp đều. Wow. Đẹp đều. Bên kia người ta đẹp đều rồi này, bên đây cái gì đều đây? Thì bên này hơi khiêm tốn hơn một xíu. 1, 2, 3. Đều. Đẹp. Trời ơi, nghe tích cực ghê chưa? Rất là lan tỏa. Nét đẹp rộng rãi đại trà hả? Đúng rồi. Rồi, chúng ta đã có hai đội ha. Đội đẹp đều và đội đều đẹp. Bây giờ xin mời cả hai đội cùng quý vị khán giả hãy bước ngay vào vòng 1 của chương trình 100%. Quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình 100%. Và ở vòng 1 này chúng ta sẽ có một câu hỏi được khảo sát bởi 100 người. Sau khi MC đọc xong câu hỏi MC hồ hết thì hai đội mới được bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào giành được quyền trả lời thì mình sẽ trả lời câu hỏi. Đến khi nào mình trả lời sai thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời sai cho tới khi hết lượt hoặc là hết đáp án. Cái phần trăm của câu trả lời đúng sẽ tương ứng với số điểm của mình. Hai đội đã sẵn sàng, đã hiểu luật chơi và muốn vào chơi vòng 1 chưa? Dạ, tụi em mắc chơi lắm rồi. Theo 100 đàn ông, bộ phận nào trên cơ thể sẽ chuyển động khi cười? Hết. Đội đều đẹp đã giành được quyền trả lời, mời các bạn. Đầu tiên là cái miệng. Không biết là cái miệng có phải là đáp án của khảo sát hay không. Wow, cao nhất luôn. Dạ. 29% tương ứng với đội mình đã có 29 điểm rồi đấy. Yeah. Anh theo em, kinh nghiệm của em là mập đi thì em nghĩ cơ nó sẽ rung bụng. Sẽ rung bụng. Trời ơi. Em nghĩ cái bụng nó sẽ rung, nó sẽ chuyển động. Nhưng mà anh thì không. Anh thì không. Anh không có bụng không à? Không có. Không, cái bụng này em thấy nó hợp lý chứ. Vậy là cái bụng đúng không? Dạ. Đội mình đã chốt chưa ạ? Dạ chốt. Không biết cái bụng có phải là đáp án khảo sát hay không. Xin mời. Không biết nữa. Mắt. Cái mắt có mắt.
đầu tiên là kêu mắc cười, trong khi mình cười là mắc cười. Mắc. Không, con mắc đi. Mình mắc hợp lý. Mắc lý nha. Dạ dạ. Cười chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Miệng, bụng, giờ tới mắt ạ. Wow. Thì bây giờ sẽ tới cái má. Cái má đi. Má à, hợp lý. Dạ, cái má. Mình chốt cái má chưa? Dạ má. Chốt. Không biết cái má có phải đáp án khảo sát hay không. Trời ơi. Cái gì nữa, cái gì nữa? Đâu chứ bộ. Ê, em thấy đàn ông có cái trái cổ. Thì em nghĩ đàn ông sẽ cười giật cái trái cổ. Cười là trái cổ chỉ nào. À, chị nó cũng rung đúng không chị? Có rung. Khoan, đó khoan, nha. Khoan. Bây giờ thử cười đi xem cái gì nó chuyển động. Cái ngực kia. Cái ngực. Khi mình cười cái ha 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 ha. Chốt được ạ. Trời ơi. Ê, cái chân mày, cái chân mày. Chân mày đúng rồi, đúng rồi. Cái chân mày. Chân mày. Mình chốt chưa? Dạ chốt à. Rồi chốt là lông mày. Wow, không có. Một lần rồi, mới một lần rồi. Nguyên trả lời đã thuộc về đội đẹp đều, mình vẫn còn ba. Ê, cười hơi ghê nè. Sợ quá bé ơi. Đang theo cái câu cười đó chị, em thử coi nó là gì. Đọc lại câu hỏi nha. Theo 100 đàn ông, bộ phận nào trên cơ thể sẽ chuyển động khi cười? Đáp án của em đang phân vân, đó là tóc ạ. Có người ta sẽ để tóc dài. Đúng cười rồi. Cười là cười kiểu tóc gió thôi bay, kiểu như cười mà cười. Là tóc nó sẽ như vậy liền. Em coi phim kiếm hiệp hả Lan? Khả năng cái nách rất cao nha mọi người. Tại nếu không có thì tại sao người ta là cười tét nách? Cười tét rúng chị Bảy. Tét rúng nữa, đúng rồi, tét rúng tét nách. Bây giờ mình chốt đi. Tóc không xịt keo. Tóc có không ạ? Tóc à. Tóc đi ạ. Dạ. Vai sao nhỉ? Vai ơi. Vai với cổ. Cái này là có kìa. Vai. Người rung vai. Mình chỉ còn một câu nữa thôi. Không, nhưng mà em nghĩ là cái trái cổ giống chị Hoa nói là hợp lý. Bé Lai là trái cổ. Nè. Em nghĩ cái mũi nha. Tất cả cái cổ. Cái mũi nha. Cái mũi. Tại vì cái cơ mặt của mình, ví dụ như cười, tức là cái mũi nó cũng nhích 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 theo. Chớp đi à. Mũi nha. Chớp cái mũi nha. Mũi à. Không có cái mũi. Xin mời đội bên mình. Còn hai lần. Trái cổ đi, trái cổ đi. Ai mượn gì? Thôi bây giờ bên kia vừa mới bỏ trái cổ thì bây giờ mình lấy trái cổ đi. Đàn ông thì phải có một cái gì đó đặc trưng của đàn ông. Chốt trái cổ. Cơ hàm đúng không chị? Cười sái quay hàm. Đúng. Không. Có khả năng. Chúng ta nói cười sái quay hàm á. Cả ba đều chốt là quay hàm. Đúng rồi, quay đó hàm. Quay hàm. Không có. Xin mời đội đều đẹp. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu mình trả lời sai lần này nữa là ba lần rồi là mình không được trả lời nữa. Có hơi nhìn thẳng vô mặt Hoa thì thấy nó chuyển động. Đó là cái lưỡi. Lưỡi hả? Mà nãy giờ trên kia là chưa có cái đáp án lưỡi nha. Chốt đi, nhanh đi à, nhanh à. Chốt là lưỡi à. Vâng, cười rung lưỡi ạ. Không có. Mình còn một cơ hội cuối cùng. Cái đùi đi. Đạt có vẻ không hài lòng lắm. Nó độc lạ quá, thôi ok theo. Đùi ạ. Không có đùi. Chúng ta sẽ mở luôn đáp án cuối cùng. Trời ơi, nãy mình quên. Nãy em quên nói nãy mà. Nãy bên nói này. Có nào hơn. Kết thúc vòng 1 thì đội đẹp đều đã mang về cho mình 16 điểm. Và đội đều đẹp đã mang về 79 điểm. Số đẹp nha. Tạm dẫn trước thôi nhưng mà không sao. Mình còn vòng 2 nữa. Biết đâu là ở vòng 2 mình sẽ có cơ hội ghi được điểm nhiều hơn thì sao. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút dành cho giải lao. Quý vị đừng đi đâu nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. 100%. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ trải qua 3 câu hỏi. Nhiệm vụ của hai đội là trong những câu hỏi đó phải tìm ra câu hỏi có cái phần trăm đáp án cao nhất. Còn mà tìm ra những đáp án thấp phần trăm hơn hoặc là không đúng ấy thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại.
mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời sai. Dạ. Và ở vòng 2 này thì hai đội sẽ được quyền đặt cược may mắn 100% một lần trong số 3 câu hỏi. Nghĩa là nếu như mà đội các bạn đặt cược may mắn 100%, mình trả lời đúng vào cái đáp án có số điểm cao nhất thì mình sẽ được nhân đôi số điểm hiện có cộng với số điểm của đáp án. Nhưng nếu mà mình không may mắn, mình trả lời không được đáp án cao điểm nhất hoặc là trả lời sai thì số điểm hiện có của các bạn sẽ bị chia đôi. Nếu như đội đối phương trả lời vào đáp án có số phần trăm cao nhất thì số điểm đó sẽ thuộc về đội của các bạn. Có ai muốn đặt cược gì không? Rồi, sớm quá chị. Từ từ. Em thì em thấy vậy nè, mình đợi điểm của mình nhiều hơn đội bên kia, mình đặt đi rồi mình phủ đầu đội đó. Vậy là ở câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 này thì không có đội nào đặt cược hết. Dạ. Câu hỏi số 1. Theo 100 người nội trợ, vật gì trong nhà muốn lau dọn phải leo lên hết? Xin mời đội đẹp đều. Đội đẹp đều đã giành được quyền trả lời. Là cầu thang đúng không? Không. Cái ghế. Không phải, ở phòng khách sẽ có một cái mà Tết nào anh cũng phải lau. À, bàn thờ. Không, quạt trần. Bây giờ mình trả lời cái nào an toàn trước. Đã là ở trên cao, bắt đầu mình lấy địa lý từ ở trên xuống trước. Từ ở bên trên trần xuống. Bàn thờ. Quạt trần. Anh là đàn ông. Người ta đang khảo sát bà nội trợ mà thường lao bàn thờ là thường là người phụ nữ. Cho em quạt trần một cái nha. Cái thôi nha. Rồi, rồi chốt, chốt đi, chốt đi. Một cái thôi, một cái sai. Em từ giờ đến cuối chương trình cho hai bà này trả lời. Ok nha. Dạ. Sai là đi ra dắt xe đi về luôn á nha. Ok. Áp lực quá, tội quá. Quạt trần. Sai là đi ra dắt xe đi về luôn á nha. Ok. Trời ơi. Thôi thôi được rồi. Hay quá. Tạm biệt rồi. Thôi. Xem thử coi là có đáp án bàn thờ hay không. Em nghĩ chắc có khả năng có. Bàn thờ. Trời ơi. Theo đội đều đẹp thì đáp án tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Cái bóng đèn hả? Bóng đèn luôn. Bóng đèn chạy chùm á. Đèn chùm đi thử đi. Cái đó vui mà. Đó dạ. Đèn chùm hợp lý nha. Bóng đèn. Đáp án số 3. Tổ. Đáp án số 5. Máy lạnh luôn. Có gì không? Có máy lạnh hay không? Đáp án cuối cùng à? Camera. Sau khi kết thúc câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 này thì đội đẹp đều đã mang về cho mình 26 điểm cộng với 16 điểm đang có, nâng tổng số điểm của các bạn lên là 42 điểm. Rồi bây giờ ở vòng 2 này thì mình cũng rủng rỉnh được 42 điểm rồi. Đúng rồi. Muốn đặt cược không? Có vốn làm ăn rồi đó bạn. Tất tay. Tất tay. Vậy là ở câu số 2 này, dạ, đội đẹp đều đã quyết định đặt cược. Hai đội hãy sẵn sàng để nghe câu số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung cụ thể như sau. Hết mới bấm nha. Dạ. Theo 100 người ở chung cư, họ thường làm gì khi ban đêm, ban ngày cúp điện? Hết. Hết. Tuyệt vời quá. Đội đẹp đều đã giành được quyền trả lời. Thắp đèn cầy. Báo ban quản lý. Báo ban quản lý. Em nghĩ là sẽ là mở cửa sổ chị ạ. Tại vì có mình phải cần gió mát trước đã. Ngoài ra còn đáp án nào nữa không? Mình liệt cứ liệt kê đi rồi mình sẽ chọn đáp án cao điểm nhất. À và tắm hồ bơi. Tại cúp điện mình nóng hay quá. Ban đêm cúp điện hay tắm hồ bơi tắm. Ban ngày đúng không? Hay nóng luôn. Đa phần là sẽ báo ban quản lý. Khi nào có điện lại. Đúng để rồi. Để người ta chuẩn bị công việc của người ta. Đúng rồi. Khả năng. Em thấy anh Khánh thiện ra chơi Michel Line. Vậy là đội đẹp đều chốt đáp án là báo ban quản lý. Đúng rồi. Báo ban quản lý. Rung quá. Không có ở trong đáp án luôn á. Và bây giờ cơ hội tới với đội của mình. Ngày hôm qua chung cư anh mới đuốt điện xong rồi. Sao cái hành động đầu tiên dạ. Khi mà chung cư nó tắt điện vào buổi tối. Dạ. Là đi ra ngoài hành lang xem hàng xóm nó có bị tắt không. Dạ mở gì? Mở cửa. Đâu vậy? Mở cửa ra vào. Anh có thực sự thánh thiện chưa? Không phải, thật sự là hồi nãy anh nghe bên đội em bàn là anh thấy có một cái đáp án anh rất là ưng ý. Nhưng mà anh phải gọi là anh đá qua cái đáp án của Michel Lai là báo ban quản lý. Thiệt ra là cái mở cửa sổ là hợp lý nhất. Không, người ta trả lời không ác bằng cái cách mà người ta cố tình gài cho nội bộ em lục đục. Đúng rồi, cái này đi thi đua mà. Trời ơi, người ta chiến thuật dã man luôn đó. Đúng, đúng, mở cửa. Tự hào với điều đó lắm nha. Chốt đáp án đi ạ. Dạ, mở cửa đi. Mở cửa.
Ủa chưa? Hết vậy? Có, phải cao nhất. Em nghĩ là đáp án à? Ra hành lang. Sao lại? Không, em nghĩ là ví dụ cúp điện cái vào đây à? La làng lên. Đâu, ví dụ cúp điện trong la sao? Hai ba cúp điện nè. Trời ơi. Trời ơi. Cúp điện một mình em sẽ la vậy. Nhưng mà cúp điện mà khi có anh ấy thì... Sợ quá. Sợ quá. Mẹ ơi, chị mất rồi. Ê, cái nét này. Chốt đi ạ. Chốt nào, là đi ra hành lang. Đi ra ngoài hành lang. Đúng rồi. Chốt đáp án. Đi ra ngoài hành lang. Chốt đáp án. Đi ra ngoài hành lang. Kiểm tra cầu giao điện. Đáp án của đội Đèo Đẹp là đi kiểm tra cầu giao điện mỗi khi bị mất điện vào ban ngày hoặc là ban đêm. Ở chung cư. Ở chung cư. Còn ở nhà không có kiểm tra. Đúng quá. Đáp án hơi dài nha. Đâu ngoài. Đội bên đấy là chỉ được trả lời một lần nữa thôi đấy. Một lần cuối cùng. Mở đèn pin hoặc mở đèn điện thoại. Đúng rồi, kiếm đèn pin và đèn điện thoại. Mở đèn pin hoặc đèn điện thoại. Áp lực quá. Canh canh. Ê. Wow. Bây giờ là lượt trả lời cuối cùng của mình. Em nghĩ là cúp điện là đi tắm. Đi tắm, đơn giản, nóng quá thì nóng tắm quá thôi. Nóng quá đi tắm giờ không làm được gì được đúng không? Đúng vậy. Đi tắm. Vâng, đơn giản ngắn gọn. Mất điện một phát phóng vào nhà tắm, tắm liền. Dạ, chốt đáp án là mất điện, đi tắm ạ. Không có. Không có, không có. Cãi đi. Cả hai đội đều đã trải qua 3 lượt trả lời nhưng mà không có đội nào tìm ra được đáp án cao điểm nhất. Xin chia buồn với đội Đẹp Đều là bởi vì ở câu này mình đặt cược mà mình không tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất thì buộc lòng số điểm các bạn đang có phải chia đôi. 42 chia đôi là 21 điểm. Bây giờ thì tôi rất là tò mò không biết đáp án cao điểm nhất là đáp án gì nhỉ? Xin mời đáp án số 5. Quạt tay. Xin mời đáp án thứ hai. Đi ngủ. Không biết là đáp án cao điểm nhất sẽ là gì. Xin mời. Trời ơi. Kết thúc câu hỏi số 2 của vòng số 2 thì đội Đèo Đẹp vẫn giữ nguyên số điểm của mình là 79. Bất kỳ có một chuông già. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của vòng 2. Câu Đèo hỏi... Đẹp. Mình dạ. Có muốn đặt cược không? Em là em nhường cho Hoa. Em thách rồi đó, dám cược đó chị. Đúng cược. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi số 3. Mình có chia đôi, mình vẫn cao hơn người ta mà. Dạ không chị. Thôi chị. Và câu hỏi đi ạ. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Theo 100 người lớn tuổi, sau 50 tuổi, người ta thích giải trí bằng cách nào? Hết. Ai dạ, đào quá, cái bộ đào quá. Bên đây đã bấm trước khi chúng tôi hô hết, cho nên là quyền trả lời sẽ thuộc về đội Đẹp Đều. Thật ra thì cái kinh nghiệm em từng trải trong câu lạc bộ aerobic của phường khóm xã là cứ mỗi buổi sáng 6 giờ sáng là tập aerobic. Và trên con đường đi làm mỗi buổi sáng của mấy chị em mình ở các công viên thì luôn luôn chúng ta thấy có những cô lên xuống đồ múa. Đúng rồi. Múa kiếm, đồ nhảy aerobic này nọ và chạy bộ rất là nhiều rồi này, đạp và... đạp dạ. Ngủ đồ nữa. Cho nên em nghĩ khả năng sau năm 50 tuổi giải trí là tập thể dục. Đội mình chốt đáp án là tập thể dục. Tập thể dục. À, 27 điểm. Tập thể dục là đáp án có số phần trăm cao nhất, 27 điểm. Bạn Hoa thì có ý kiến là? Em nghĩ là đánh cờ. Đánh cờ. Có nha. Chúng ta sẽ mở luôn 4 đáp án còn lại. Mời đáp án số 6. Khiêu vũ. Số 5. Nghe nhạc, nghe cải lương. Số 4. Trồng cây kiện. Đáp án cuối cùng. Chơi cùng con cháu. Ở đáp án có điểm số cao nhất ở câu số 3 này thì các bạn đã mang về cho mình 27 điểm cộng với 21 điểm đang có, nâng tổng điểm số lên là 48 điểm. Xin chúc mừng. Và thật sự là ở vòng 2 này đội Đèo Đẹp này thật sự là cũng không cần phải chơi. Thì sầu luôn á. Chúng ta kia ngồi nghỉ luôn. Nhưng mà cũng không bị trừ điểm. Hay nguyên số điểm là 79 điểm.
với số điểm 79. Đội đều đẹp, các bạn chính là đội bước vào vòng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Và trước khi đội đều đẹp đến với vòng đặc biệt thì chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Và đây là vòng đặc biệt của chương trình 100%. Ở vòng đặc biệt này chúng tôi sẽ có một câu hỏi đặc biệt được khảo sát bởi 100 người. Và nhiệm vụ của đội chơi đó là trong vòng 100 giây các bạn sẽ phải liệt kê các đáp án sao cho thiệt đúng và thiệt nhanh. Bởi vì số tiền thưởng sẽ giảm theo cột mốc thời gian trong lúc các bạn trả lời. Dạ. Nếu trong vòng 20 giây đầu ấy mà đội các bạn liệt kê đúng và đủ các đáp án thì đội các bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Trời ơi. Còn sau đó là trừ dần hả anh? Sau thì trừ dần, mình sẽ cố gắng nhá, mình sẽ liệt kê thật là nhiều ra. Vâng. Và ở câu hỏi này chúng ta sẽ có 8 đáp án. Đội đều đẹp, các bạn sẵn sàng bước vào vòng đặc biệt chưa? Sẵn sàng. Câu hỏi ở vòng đặc biệt như sau. Theo 100 người được hỏi ngẫu nhiên, ngoài bơi ra thì họ còn làm gì khi dưới nước? Thời gian bắt đầu. Lặn. Vớt lá. Ngắm cảnh. Quét dọn hồ bơi. Ủa dưới nước mà. Dưới nước hả? Tắm. Tắm. Quấy chân, đạp chân. Đạp chân, đạp bơi. Đạp tay. Bắt cá. Gì nữa ta? Dưới nước. Vớt bèo. Vớt bèo, vớt mấy cái mặt. Trả trong hồ bơi rồi. Trời ơi. Cá, bắt tôm, bắt cua. Nhanh lên. Rửa chân. Ý nói đi. Ủa có kìa. Gội đầu. Còn 6 triệu. Rửa chén, rửa rau, rửa ly, rửa gì cũng được á. Dưới nước. Nhanh lên. Trả lời liên tục. Tôi trả lời liên tục. Dưới nước hả? Lặn ngắm cảnh rồi tham quan là còn 36 giây. Bèo ra lấy rồng, lấy cá nó đại đi. Dưới nước làm gì? Dưới nước làm quần áo. Nhanh lên liên tục. Khó thiệt khó nhà. Làm gì dưới nước? Rửa tay, gội đầu. Còn 2 triệu. Ngâm mình là tắm rồi đó. Kệ nó nói đại đi. Ngâm mình chỉ khó quá. Mười giây cuối cùng. Lượm tỏi, lượm đá và làm trang trí hồ bơi, trang trí nhạc. Thôi mình buồn đi. Khó thiệt. 3, 2, 1. Hết giờ. Rất là tiếc ha. Khó nha. Với vòng đặc biệt này thì đội đều đẹp đã không mang số tiền thưởng là 10 triệu đồng từ chương trình về rồi. Còn 4 đáp án chưa được mở. Xin mời đáp án số 4. Trời ơi. Ủa, đáp án số 5 à? Hôm và còn... Ai mượn? Đâu có ai mượn xuống dưới. Ai mà lạc này. Mà có. Thật sự, anh với vợ anh cũng đã từng hôn nhau dưới nước rồi. Trời đất. Có. Số 7. Chụp hình, ơi đúng nha. Chụp hình thì có thể để bị khám nghỉ, hiểm, khám quan. Chụp hình là chắc không chừng số 8 là quay phim. Số 8. Ngắm san hô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại các thành viên trong đội đẹp đều. Tưởng gì, vô dòng sao cũng không lấy được giải thưởng thì vẫn là vào chúng tôi thôi. Đâu có đâu, bên đây kém điểm hơn nhiều. Đâu em ta hơn chứ. Không hả? Người ta thực sự chỉ hơn con số điểm thôi chị. Nhưng hơn mà hơn tiền mở nữa. Thế là hơn rồi đấy. Vô được vòng 3 là hơn rồi. Hồi nãy giờ mình ngồi dưới mình trả lời được nhiều đáp án không? Tụi em trả lời được trả lời hết. Được hết luôn hả? Trong tất cả những cái này thì hai đứa em đã làm hết rồi ạ. Wow. Đến giờ phút này mà vẫn còn gáy. Vâng, thưa quý vị khán giả, dù không bước được vào vòng đặc biệt, chỉ ngồi ở dưới thôi nhưng trả lời đúng hết tất cả các câu trả lời. Hay quá. Thật là xuất sắc. Nhưng cứ chẳng ai tin điều đấy. Thì đội đẹp đều đã mang về giải thưởng của mình là 5 triệu đồng. Quá tuyệt vời ha.
với những cái tính toán, những cái chiến thuật rất là hợp lý. Trời thì em. Đội đều đẹp đã xuất sắc mang về 7 triệu đồng. Quá tuyệt vời. Ngày hôm nay thì xin được cảm ơn hai đội chơi đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Và bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. 100%. Mình là Lê Hoàng Phi, mình là diễn viên của sân khấu Thế Giới Trẻ. Hôm nay mình tới đây để lấy hết tiền của chương trình ạ. Ngày hôm nay đến với chương trình với mong muốn là sẽ giật hết tiền về để mà có tiền mua sữa cho con. Ngày hôm nay thì em tới đây em lấy tiền từ anh Hằng Phi. Tôi đâu có, tôi chưa có tiền gì hết. Để anh nói lấy tiền của chương trình thì giờ em lấy lại từ anh thôi. Cho tôi hỏi có mối quan hệ gì không ạ? Tại sao người ta muốn lấy tiền của mình vậy?